Plus mới nay mạnh hơn, hỗ trợ đẩy nhanh quá trình sản sinh testosterone nội sinh, tăng cường sinh lực nam giới. Aliplus mới, sinh lực sung mãn, phong độ bền lâu. Aliplus mới từ Mỹ, nay đã có chai lớn 60 viên, tiết kiệm ngay 100.000 đồng. Aliplus hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Tài chính khí hậu, cụm từ được quan tâm đặc biệt những ngày gần đây, cũng là nội dung nổi bật đến lúc này trong khuôn khổ COP27 đang diễn ra tại Ai Cập. Nếu như các cam kết, các mục tiêu cụ thể đã được xác định, trong quá trình và nỗ lực chung thế giới ứng phó với tốc độ nóng lên toàn cầu hay giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu, thì tài chính dường như lại đang là một điểm nghẽn, điểm cần tập trung đàm phán tháo gỡ để đảm bảo tiến độ thực hiện các mục tiêu về khí hậu. Huy động tài chính từ đâu, đóng góp sao cho công bằng, cơ chế nào để giải ngân hiệu quả, tiếp cận bài toán này ra sao với đặc thù của các nền kinh tế đang phát triển. Tham gia cùng chương trình, ông Đào Xuân Lai, trưởng ban biến đổi khí hậu và môi trường, chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Việt Nam. Xin kính chào quý vị đang theo dõi toàn cảnh thế giới trên VTV.